Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 15 phút tối tại Cali các bạn Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua ngày thứ năm rồi thường cố gắng hôm nay làm video sớm một chút Và Thuận sẽ cố gắng để mà làm video sớm hàng ngày các bạn Tại vì Thuận biết là nhiều bạn cũng muốn xem video sớm hơn Các bạn ở Việt Nam cũng muốn xem sớm hơn trước cái dạng trưa Hay là nhiều bạn cũng muốn xem video sớm hơn khi các bạn sống ở Hoa Kỳ Tại vì bây giờ đã là 7 giờ tối tại Cali, thì đã là 10 10 giờ tối tại New York rồi các bạn Cho nên sẽ cố gắng Nhưng mà nhiều khi đó công ty bận cho nên cũng không có thể làm được gì hơn Nhưng mà hôm nay đây chúng ta có rất nhiều những tin tức lớn các bạn Tin tức lớn nhất ngày hôm nay Nhưng mà nào mà theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội cũng đã biết rồi Đó chính là thông tin liên quan đến lãi suất các bạn Rất là tốt luôn dẫn đến thị trường đã xanh trở lại Và thuận không chỉ nói riêng về thị trường crypto các bạn Thị trường tài chính nói chung đã xanh trở lại rồi Thuần sẽ chia sẻ cặn kẽ với các bạn Những gì đã xảy ra và nó có ý nghĩa gì và Thuận hy vọng là những bài nào mà mới theo dõi kênh hay là mới tìm đến thị trường crypto đó Bây giờ các bạn đã hiểu rõ hơn là tại sao chúng ta lại quan tâm đến những cái thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ Tại sao nó lại liên quan đến Fed làm gì Và tại sao chúng ta đầu tư crypto lại cần phải quan tâm đến Fed các bạn Tại vì tất cả nó đều quy ra hai từ các bạn đó chính là dòng tiền Fed là người quyết định dòng tiền sẽ đi như thế nào và đó cực kỳ quan trọng các bạn. Chúng ta cũng có một số những cập nhật rất là lớn liên quan tới Bitcoin Smart ETF. Có một cái bài phỏng vấn cũng rất là thú vị các bạn, chỉ dài khoảng một phút mà thôi. Và đây là bài phỏng vấn với lại chủ tịch Gary Gensler và nhiều tin tức nổi bật khác và có một tin tức rất là thú vị liên quan tới Tether, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Nhưng mà đầu tiên hết chúng ta hãy nói tới thông tin liên quan đến cái tình hình của lãi suất các bạn thì các bạn đã thấy ngày hôm nay chủ tịch John Powell đã quyết định là không tăng lãi suất. Điều này đã cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều trong vòng khoảng chừng 2 tuần qua là 98% nghiêng về là sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa. Lãi suất đã đến đỉnh rồi và hôm nay đã quyết định không tăng lãi suất cũng không gì là quá bất ngờ và mọi người chờ đợi xem coi giọng điệu của Fed như thế nào nhưng mà chưa gì hết đây các bạn thấy được là wow wow Fed đã cho mọi người một cái sự bất ngờ luôn các bạn bất ngờ đó là gì ngoại trừ việc là fed nói là không tăng lãi suất nữa fed dự đoán sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm sau các bạn và chúng ta thấy được là năm tới đó, đó thì bây giờ kỳ vọng của những cá nhân quan chức của fed chỉ ra là có thể là có thêm 4 lần cắt giảm đai suất vào năm 2025. Các bạn vừa nghe Thuần chia sẻ là kỳ vọng là năm sau sẽ giảm lãi suất 3 lần thì cứ cho là mỗi lần là cái con số nhỏ đây là 0.25% thì 3 lần là 0.75%. 4 lần năm 2025 là giảm thêm 1% nữa các bạn và 3 lần giảm vào năm 2026 nữa đưa lãi suất xuống còn trong phạm vi chỉ có 2 tới 2.25 mà thôi các bạn. Wow, các bạn thấy được tin tức này đã khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ và nó cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà có nhiều thứ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đằng sau quy định này đó nó có ý nghĩa gì nữa hay là không? Và các bạn đã thấy Thuận đã tìm lại cái áo chưa the moon để mà bận ngày hôm nay như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thời cái áo này đã thuận đã bận cách đây vài ngày nhưng mà hôm đó đó thì cái camera lúc đó nó cao hơn chút xíu các bạn cho nên các bạn sẽ không thấy rõ hôm nay thuận để camera xuống chút xíu để các bạn thấy toàn diện hơn đã lâu rồi thì không bận cái áo này và các bạn đã biết đây là một cái áo mà thuận đã bận rất là nhiều trong mỗi đợt tăng trữ năm 2021 bây giờ đã thuận phải lục trở lại để mà bận và hy vọng sẽ có cơ hội bận nhiều hơn nữa từ đây cho đến hai năm kế tiếp các bạn nói chung tình hình rất là sôi động chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói từng chi tiết đi thì chúng ta đã thấy là văn bản của Fed sau khi họp đây đây là cái văn bản tóm tắt thôi chúng ta đã biết là phải chờ 3 tuần nữa mới có văn bản chính thức nó sẽ dài hơn nhưng mà đây là cái văn bản tóm tắt trong cuộc họp cuối cùng của năm nay các bạn nên nhớ cuộc họp ngày hôm nay đây là cuối cùng năm nay rồi cuộc họp kế tiếp sẽ là vào tháng 1 của năm sau thì các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái chữ màu đen những cái chữ mà của văn bản đợt trước đó thì mỗi lần mà có cuộc họp đó thì họ lấy văn bản cũ rồi họ chỉnh sửa lại một số chữ mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là những cái chữ màu đỏ là họ add vào hay là họ gạch từ cái văn bản trước đó thì tuy chúng ta nhìn thấy được là phần lớn nó cũng tư tự như nhau họ cũng nói những cái giống như là nền kinh tế thì chậm lại nhưng mà vẫn tốt thất nghiệp rất là thấp và phần trăm lạm phát đó thì vẫn cao hơn là kỳ vọng vân vân những cái chúng ta đã biết rồi nhưng mà chúng ta nhìn thấy được có một cái sự thay đổi tuy là chúng ta nhìn vào từ ngữ đó không có nhiều nhưng mà cái ý nghĩa là rất là khác. Chúng ta hãy nói tới cái phần đầu tiên này, cái phần mà từng khoanh cái màu xanh trên màn hình đó. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, thì các bạn thấy được là họ để inflation has eased over the past year but remains elevated. thì cái mà họ đã để vào đó là cái phần màu đỏ này, các bạn. Trước đó đó họ chỉ để là inflation remains elevated nghĩa là phần trăm lạm phát vẫn là cao hơn kỳ vọng của bạn kỳ vọng của Fed là 2%. Bây giờ cái phần màu đỏ này là lần đầu tiên chúng ta thấy Fed đã để vào văn bản hợp của họ là phần trăm lạm phát đã giảm xuống rồi các bạn. Tốc độ tăng trưởng của lạm phát đã giảm xuống rồi. Điều này đó là cực kỳ quan trọng. Nói chung đó thì Fed cũng đã công nhận là lạm phát đã trên con đường giảm xuống và chúng ta có thể nhìn thấy được bên dưới này đó cái phần này nó còn quan trọng hơn cái phần này đó là liên quan đến khả năng tăng lãi suất sau này các bạn thấy được là trước đây đó thì họ nói là để xem coi là sau này có nên tăng lãi suất hay là không đó thì họ sẽ xem xét nhiều cái yếu tố nhưng mà bây giờ họ đã có chữ any Any nghĩa là bất kỳ các bạn Có nghĩa là bây giờ họ nói là Sau này đó nếu như mà có bất kỳ một sự tăng lãi suất nào Cái chữ Any này có nghĩa là họ đã không chắc chắn nữa Thay trước đây đó là họ khẳng định là khả năng rất là cao Sẽ có thêm một cái đợt tăng lãi suất nữa Và cách đây khoảng chừng là tôi nhớ hai cái cuộc họp trước đó đó Thì các bạn thấy trong cuộc họp đó Ngay cả chưa được John Powell nói là Họ nghĩ là sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa Bây giờ họ đã chưa Annie này vào có nghĩa là bất kỳ các bạn họ đã hầu như là muốn lùi một bước đây là hai cái sự thay đổi rất là quan trọng trong văn bản này tuy là về từ ngữ các bạn thấy là không có là bao nhiêu nhưng mà ý nghĩa nó rất là lớn và chúng ta cũng đã vừa nói đến là cái sự suy đoán về năm sau của Fed đó là sẽ cắt giảm lãi suất thì để các bạn hiểu rõ hơn đó đây là cái biểu đồ gọi là dot plot à, hiểu đơn giản đây là cái biểu đồ gọi là biểu đồ dấu chấm các bạn tại mình đã có những cái dấu chấm trên màn hình thì cái cách đọc biểu đồ này nó cũng rất đơn giản ở bên tay trái các bạn thấy được là có con số từ 0 cho đến 7.0 cái này là đại diện cho phần trăm lãi suất các bạn nhìn thấy được là ở phần bên dưới này đó thì có số năm là giống như 2023, 2024, 25, 26 vân vân và chúng ta nhìn thấy được là mỗi một cái dấu chấm này là đại diện cho một người bỏ phiếu của Fed các bạn thì cái cách đọc cái biểu đồ này đó là nếu như ngay bây giờ bỏ phiếu cho năm 2024 đó những gì mà họ biết ngay thời điểm bây giờ đương nhiên tương lai nó sẽ khác nhưng mà ngay bây giờ nếu như bỏ phiếu đó thì họ sẽ bỏ phiếu như thế nào cho năm 2024, 25 và 26 thì các bạn có thể nhìn thấy được là phần lớn luôn năm 2024 đó chúng ta nhìn thấy được là phần lớn những dấu chấm này nằm ở dưới cái đường là 5.0 các bạn giữa 4.0 và 5.0 nghĩa là phần lớn những quan chức của Fed nghĩ là phải giảm lãi suất năm sau là dưới 5% các bạn và có một người ít nhất là có một người bỏ phiếu là phải giảm xuống dưới 4% luôn năm 2025 thì sao các bạn? Năm 2025 đó thì phần lớn nằm ở đâu các bạn? Nằm ở 3.0 và 4.0. Chúng ta thấy được là có hai người năm 2025 nghĩ là chúng ta phải giảm lãi suất dưới 3% luôn các bạn. Và tới năm 2026 thì phần lớn những dấu chấm này nằm ở đâu các bạn? Những dấu chấm này nằm giữa 2% và 3%. Nói chung đó thì chỉ có khoảng chừng một người duy nhất thôi các bạn, chỉ có một cái dấu chấm gọi là riêng lẻ bên này các bạn, một cái dấu chấm lẻ loi có thể đây là một người cực kỳ hawkish, tôi không biết người này là ai các bạn nhưng mà đây là người duy nhất nghĩ là tới năm 2025 chúng ta phải có lãi suất hơn 5% các bạn. Và người này đó cũng đã phải giảm xuống dưới 5% năm 2026 nhưng mà nói chung thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn đều nghĩ là phải giảm lãi suất năm 2024, giảm lãi suất năm 2025 và giảm thêm lãi suất năm 2026, đẩy lãi suất về dưới 3% đây là thông tin rất là tốt các bạn đương nhiên giảm lãi suất có nghĩa là chúng ta thấy nó sẽ kích thích nền kinh tế lãi suất thấp sẽ dẫn đến người ta sẽ vay mượn mua nhà mua xe vay mượn để mà đầu tư vân vân lãi suất là yếu tố rất là quan trọng ở trong một nền kinh tế các bạn cho nên đây là thông tin rất là bullish và đã dẫn tới thị trường chứng khoán rất là xanh ngày hôm nay để mình refresh cái này lại để các bạn có thể thấy được là kết thúc hôm nay đó chỉ số Dow Jones ở mức là 37.090 đây là cái mức cao nhất trong lịch sử các bạn chưa bao giờ chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones qua được 37.000 đô. Các bạn cứ nghĩ đi, đây là một cái năm mà chúng ta đã thấy là Fed tiếp tục tăng lãi suất bắt đầu từ năm ngoái tới bây giờ và cây đỉnh của chỉ số Dow Jones này đó là các bạn đã nhớ là vào tháng 9 năm 2021 khoảng chừng cây quý 3, quý 4 của năm 2021 đó là cái thời điểm mà chúng ta thấy là những tài sản đạt đỉnh chúng ta có crypto cũng đạt đỉnh trong cái khoảng đó vào tháng 11. Chúng ta cũng thấy được là chứng khoán cũng đạt đỉnh vào tháng 9 và nhiều những tài sản khác cũng như vậy. Mà ngay bây giờ sau thời gian là một năm mấy tăng lãi suất, chỉ số Dow Jones vẫn tăng và hơn cả cái mức trước đó nữa các bạn. Các bạn có nghĩ đi, chưa có giảm lãi suất mà chỉ số Dow Jones đã là như vậy rồi. Cho nên chúng ta thấy được là về dài hạn đó, thì tuy chúng ta ngắn hạn rất là quan tâm đến lãi suất ra sao nhưng mà về dài hạn nên chúng ta có thể thấy được một cái rất rõ ràng cho dù chúng ta nằm ở trong tình trạng là Fed cắt giảm lãi suất thả lỏng nguồn tiền hay là siết chặt nguồn tiền cho dù chúng ta là đang ở dưới một chế độ từ một tổng thống của một đảng nào đi nữa thì chúng ta thấy được là tài sản trong thời gian dài hạn vẫn tiếp tục tăng trưởng lý do tăng trưởng là tại vì tiền mất giá các bạn và đó là sự thật thì chúng ta cũng đã thấy sự kiện này cũng không ngoại lệ khi chúng ta nói tới chỉ số dow jones và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những chỉ số khác đó thì cũng tăng, không kém chúng ta có chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 1.37% và Nasdaq cũng tăng 1.38%. Pre-market bây giờ đó cũng đã tăng trở lại các bạn. Thì câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi là tại sao Fed lại muốn ra quyết định là giảm lãi suất năm sao? Các bạn thấy được đây là cái điều rất là bất ngờ tại vì chúng ta đã biết là trong cuộc họp trước đó đó thì bất cứ ai hỏi tới giảm lãi suất thì Chủ tịch John Powell đều hầu như bác bỏ và không muốn trả lời luôn. Chủ tịch John Powell đã nói đã có 3 câu hỏi mà Fed cần phải trả lời từng cái một thứ tự Thứ nhất đó chính là đã đủ cao chưa Nghĩa là lãi suất đã tăng đủ cao chưa Thứ hai là giữ lãi suất cao bao nhiêu lâu rồi Thứ ba mới nói tới khi nào giảm lãi suất Nhưng mà chúng ta thấy được là cuộc họp trước đó đó Thì chủ tịch John Powell đã nói rất rõ ràng Chúng tôi chỉ đang ở câu hỏi đầu tiên Là đã tăng đủ hay chưa Chưa gì hết Nhưng <laughs> mà điều là trong vòng chỉ có một tháng rưỡi thôi Thì hoàn toàn đã quay xe rồi các bạn Bây giờ chủ tịch John Powell đã nói tới việc Khả năng giảm lãi suất năm sau và năm tới đó Thì tại sao vậy Câu hỏi vẫn xoay quanh là có phải Chủ tịch John Powell nghĩ sẽ có suy thoái tài chính hay là không cho nên muốn đi chứ một bước để mà tránh suy thoái tài chính hay là vì một lý do nào khác. Đây là một câu hỏi mà Thuận sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa từ một phóng viên. À, chúng ta có thể nhìn thấy được là không chỉ riêng là chứng khoán tăng ngày hôm nay mà chúng ta thấy hợp đồng của vàng hôm nay cũng đã tăng trở lại 2.53%. Chúng ta đã thấy vàng đã trở về cái mức là hơn 2.000 đô. Hợp đồng của dầu đó hôm nay cũng tăng chút ít các bạn nhưng mà thật sự vẫn ở mức rất là thấp dưới 70 đô la cho một thùng dầu các bạn và cái này nó tốt nếu như các bạn muốn tiếp tục thấy chỉ số phần trăm là phát CPI giảm và chúng ta cũng đang thấy là chỉ số CPI tuy là nhìn tổng nó không có giảm nhiều nhưng mà thường đã phân tích ngày ba với các bạn thật sự rất là tốt và thuận biết đương nhiên là những quan chức của Fed cũng biết các bạn làm sao để đẩy lùi lạm phát làm sao để mà tránh thị trường không đi vào suy thoái tài chính cho đó là những cái câu hỏi và chỉ có những quan chức của Fed mới biết thôi các bạn họ thông minh hơn thuận rất là nhiều họ có nhiều kinh nghiệm hơn thuận họ có nhiều quyền hơn thuận đương nhiên thuận không thể nào mà giải quyết được những vấn đề đó Thuần chỉ muốn cho các bạn hiểu được cái sự việc như thế nào, nhìn tổng quát của tất cả mọi thứ. Và một điều Thuần có thể chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn thật sự là muốn có cái sự thành công trong tài chính thì không còn cách nào khác ngoại trừ đầu tư các bạn. Không phải là chỉ riêng đầu tư crypto mà các bạn cần phải tìm hiểu đầu tư. Chứ nếu không các bạn sẽ không thể có được một cái sự thành công về tài chính đâu. Tại vì tất cả đều quy ra là tiền pháp định bị mất giá theo thời gian các bạn cho dù là Fed làm gì đi nữa đó thì đó là một sự thật không thể nào đảo ngược được. Chúng ta có thể nhìn thấy được là crypto ngày hôm nay cũng đã có sự tăng trưởng. Bitcoin hôm nay đã tăng bây giờ ở mức là 42.700 đô các bạn và cách đây không lâu đã là 43.000 đô rồi. Ether hôm nay cũng đã tăng trở lại hơn 3% dựa theo CNBC ở mức là 2.252 đô. Nói chung là tất cả những tài sản đều có màu xanh ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số chi tiết liên quan đến lời phát biểu của chủ tịch John Powell nhưng mà chúng ta thấy được là không phải định hôm nay đã thuần thấy sao mà chủ tịch John Powell đẹp trai phong độ và dễ gần với các bạn <laughs> và với những thông tin ngày hôm nay đây, thì các bạn thấy là cuộc họp vào tháng 1 Cuối tháng 1 của năm sau, các bạn thấy mới đây thôi chúng ta đã nói tới năm 2024 rồi. Mà chúng ta nói tới là cuối tháng 1 luôn. Như là lúc đó các bạn đã sắp đến cái ngày Tết Nguyên Đán rồi và chúng ta cũng đã thấy là ngay bây giờ đó thì 79% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng mà chúng ta cũng có một phần không nhỏ các bạn là 20.7% nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 1. Fed chỉ nói là khả năng sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm sau các bạn nhưng mà không nói là khi nào mới bắt đầu giảm lãi suất. Nhưng mà nói chung thì phần lớn mọi người nghĩ là cũng sẽ không phải đầu năm đâu. Nhưng mà chúng ta thấy được là khi mà đi vào cái cuộc họp vào tháng 3 đó thì lại có phần lớn các bạn 71% nghĩ là Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3 của năm sau. Mọi thứ đã thay đổi rất nhanh chóng các bạn tại vì không ai ngờ là ngày hôm nay Chủ tịch John Powell lại muốn nói về việc giảm lãi suất và không phải là chỉ nói thoáng qua các bạn mà Chủ tịch John Powell nói đây là đề tài mà những quan chức của Fed muốn bàn bạc trong một cuộc họp trong vòng 2 ngày qua và các bạn hãy nhớ là ngày hôm qua đó thì mọi người đã có kỳ vọng là Fed giảm lãi suất đâu đó khoảng chừng là tháng 6 của năm sau. Bây giờ đã dời lời tháng 3 rồi các bạn. Và trong cuộc họp ngày hôm nay đó thì trước khi chia sẻ một số chi tiết, các bạn thấy là giọng điệu của Fed ngày hôm nay đó, Chủ tịch John Powell cũng đã khá là mềm mỏng hơn nói chung là rất là bồ câu các bạn không có chút nào gọi là diều hầu hết tuy là lâu lâu ông cũng phải đệm vô một phần nói là nhưng mà khả năng tăng lãi suất thì vẫn còn tôi không nói là không có khả năng nào hết khả năng thì vẫn có nhưng mà khả năng cao là chúng tôi đã tăng đủ rồi thì ông phải đệm tôi như vậy các bạn để lỡ như mà tình hình trở xấu đi năm sau ông vẫn còn đường để lui và tăng lãi suất nhưng mà nói chung là giọng điều đã thay đổi rất nhiều rồi các bạn và thật sự hôm nay đó thì chưa John Powell chủ yếu cũng trả lời những câu hỏi chứ không phải là trốn tránh nhưng mà cũng thấy ông khá là mệt mỏi các bạn nhưng mà nói về chi tiết đó thì các bạn thấy là chủ tịch John Paul đã mở đầu nói về cái sự ảnh hưởng của lãi suất cao nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thấm vào nền kinh tế nghĩa là gì các bạn nghĩa là lý do tại sao mà Fed nghĩ đã tăng đủ rồi là tại vì tăng tới mức này nhưng mà nền kinh tế đã sẽ tiếp tục chậm lại tại vì ảnh hưởng của lãi suất nó sẽ từ 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 thấm vào trong thị trường cũng như là phần trăm lạm phát nó không có là đột nhiên hôm nay là như vậy ngày mai đây các bạn thức gì thấy tất cả mọi người đều tăng giá hết nó từ từ thấm vào tới lúc các bạn nhận ra được thì đã quá trễ thì bây giờ lãi suất cũng như vậy và đây là lý do tại sao mà Fed muốn bắt đầu giảm lãi suất năm sau ít ra đó là cái sự giải thích của chủ tịch John Powell tại vì ông nghĩ là có cái sự trì hoãn khi mà tăng lãi suất thì ngược lại cũng có sự trì hoãn khi mà giảm lãi suất không phải là ngày hôm nay ông giảm lãi suất thì ngày mai mọi người chạy đến ngân hàng để mà vay mượn để mà mua nhà mua xe phải một thời gian sau họ mới có thể đi mua nhà mua xe được tại vì những người bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao, những người mà họ phải à, cắt giảm nhân viên, những người mà họ bị mất việc làm thì họ làm sao mà có thể đi vay mượn đi mua nhà mua xe được. Phải cần một thời gian để mà thấm vào cho nên ông muốn bắt đầu nghĩ đến chuyện cắt giảm lãi suất sớm hơn là dự định trước đây. Kế tiếp đó thì uh, Chủ tịch John Powell nói là tuy việc làm có sẵn đã giảm nhưng mà cái phần trăm thất nghiệp vẫn thấp. Fed ước tính là phần trăm thất nghiệp kết thúc năm nay ở mức là đâu đó khoảng 3.8%. Thì cái này là cũng dễ hiểu thôi các bạn. Chúng ta vừa có chỉ số phần trăm thất nghiệp đâu đó của cái mức này. Thì trong tháng này nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Và cái mà Fed nói là chúng ta thấy được là cái số lượng việc làm có sẵn đã, đã giảm xuống rồi. Trước đây đó thì cái tỷ lệ là 1.3 trên 1. Nghĩa là hiểu đơn giản là mỗi một người sẽ có 1.3 việc làm chờ sẵn. Thì có thể các bạn thấy được là con số nó không hợp lý Làm sao có 1.3 việc làm các bạn Việc làm là 1 hay hai mà thôi Nhưng mà cái thường nói tới là cái con số trung bình Và cái việc làm này nó chỉ tính là con số mà thôi Chứ không phải là một người thất nghiệp Sẽ kiếm được một việc làm liền Các bạn bị thất nghiệp ở ngân hàng Thì bây giờ có một cái quán ăn đang kiếm người Thì làm sao mà các bạn có thể uh, hợp lý được Cho nên đó chỉ là con số mà thôi Thực tế có thể tệ hơn nhiều Và hầu như Fed cũng biết các bạn Họ nghĩ đà vào năm sau đó thất nghiệp sẽ tăng lên ở mức là 4.1%. Kế đó đó thì Chủ tịch uh, John Powell nói là Fed nghĩ phần trăm lạm phát sẽ giảm về khoảng chừng 2% vào năm 2026. Thật ra cái mức 2% này đó coi như cũng là cao rồi các bạn. như bạn nói là wow giảm về 2% nhưng các bạn nên nhớ là bắt đầu khi mà tăng lãi suất vào thường nhớ tháng 3 của năm ngoái đó là phần trăm lãi suất của Hoa Kỳ chỉ có 0 tới 0.25% mà thôi. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ tới lãi suất của Fed nó chỉ ảnh hưởng đến một cái gọi là Fed Fund Rate nó chỉ ảnh hưởng đến cái lãi suất ngắn hạn vay qua đêm của những ngân hàng mà thôi nhưng mà cái sự ảnh hưởng gián tiếp đó là những ngân hàng lại sẽ phải đôn phần trăm lãi suất lên nữa khi mà họ vay với cái lãi suất cao hơn thì dẫn đến là lãi suất của vay mượn cao hơn các bạn thì cứ nghĩ như thế này bây giờ đó là phần trăm các bạn đi vay mượn đi mua nhà Hoa Kỳ là đâu đó khoảng chừng là 6.5 đi cho dễ hiểu. Bây giờ đó là số của Fed là 5 tới 525 thì khi mà giảm về là 2% đó thì chúng ta sẽ thấy được là phần trăm của đi vay mua nhà nó có thể giảm về cái mức là khoảng 4% hay gì đó nó cũng giúp ích được rất là nhiều các bạn nhưng mà đương nhiên cái mức này không phải là cái mức 0% nhưng mà chúng ta chỉ ở mức 0% tại vì có đại dịch mà thôi và cái mức đó chỉ xuất hiện những thời điểm như là đại dịch hay là những thời điểm như là khủng hoảng của năm 2008 cái đó đó thì uh, chủ tịch John Powell nói là sẽ vẫn tiếp tục bán thêm công trái phiếu và trái phiếu nói chung thì cái này là điều mà chúng ta cũng đã biết là Fed uh, thì siết chặt tiền bằng hai cách một là họ sẽ tăng lãi suất thứ hai nữa là họ sẽ bán trái phiếu các bạn tại vì trong cái tình hình của đại dịch ấy, thì mỗi lần mà kinh tế xấu thì các bạn thấy được là những công ty họ sẽ khó để mà đi vay mượn tại vì lúc đó không ai dám cho vay mượn hết các bạn thì một trong những người mà sẽ cho vay đó chính là Fed và họ sẽ mua những cái trái phiếu đó hay còn gọi là những cái giấy nợ đó rồi sau đó họ sẽ đưa tiền những công ty đó và họ cũng làm điều tương tự đối với công trái phiếu nghĩa là giấy nợ của chính phủ Hoa Kỳ thì đó là cách mà Fed in tiền các bạn chúng ta hay dùng những cái meme giống như là bro các bạn như là Fed in tiền đó nhưng mà trên căn bản các bạn thấy cách mà họ in tiền là họ sẽ thu về trái phiếu giấy nợ và họ sẽ ghi nhận giấy nợ đó như là tài sản trong cái bảng cân đối kế toán của họ rồi sau đó họ sẽ nạp tiền thông qua cái máy di tính để mà nạp vào account của người đó ở Fed đó là cái hoạt động của Fed thì bây giờ họ muốn siết chặt nguồn tiền nghĩa là họ sẽ bán những cái trái phiếu đó ra để mà thu nguồn tiền trở lại cái này nó khác với lại bộ tài chính bán trái phiếu của bạn thường thấy đây nhiều bạn cũng hay bị lẫn lộn nói là Fed bán trái phiếu bộ tài chính của bán trái phiếu bộ tài chính bán trái phiếu đó là họ mượn thêm tiền cho chính phủ Hoa Kỳ Fed bán trái phiếu để thu lại nguồn tiền hai cái này nó khác nhau thì cái đó vẫn sẽ tiếp tục và nó không có liên quan trực tiếp đến giảm lãi suất thì uh, Fed nói là lãi suất uh, bây giờ đã gần đỉnh và lạm phát vẫn tiếp tục cho thấy là có tiến triển tốt và điều kế tiếp được nói đến uh, là nếu tiếp tục xu hướng này thì các quan chức của Fed không muốn tăng thêm lãi suất và lãi suất kỳ vọng sẽ giảm về mức là 4.6% vào năm 2024, 3.6% vào năm 2025 và 2.9% vào năm 2026. Nó cũng tương tự như là cái uh, dot các bạn mà thuận vừa chia sẻ với các bạn mới đây cái mà chủ tịch john pao nói đó đó chính là cái hình này nè các bạn mà thuận vừa chia sẻ với các bạn bây giờ đó thì đến cái phần họp báo cái phần mà gây cứng nhất các bạn tại vì những người mà tham gia buổi họp báo nó sẽ lần lượt có thể hỏi hai câu hỏi với là chủ tịch John Powell thì câu hỏi đầu tiên đó là nhắm ngay cái chữ Annie các bạn như là thuận vừa chia sẻ với các bạn chúng ta cũng đã nhìn vào cái sự khác biệt giữa văn bản đợt này và đợt kia tuy là cái từ ngữ không nhiều nhưng mà nó lại mang ý nghĩa rất lớn và thậm chí cái từ Annie này cũng đã khiến cho nhiều người bất ngờ thì câu hỏi là tại sao lại có chữ Annie bất kỳ trước cái phần tăng lãi suất trong cái văn bản hợp kỳ này thì chủ tịch John Powell nói là tại vì chúng tôi muốn cho mọi người biết là chúng tôi đã đến đỉnh hoặc là gần đỉnh của lãi suất rồi. Câu hỏi kế tiếp đó là một người hỏi là thống đốc Waller là một thống đốc của Fed đã nói nếu như mà chỉ số lạm phát tiếp tục giảm thì Fed sẽ giảm lãi suất. Thì điều này đó, chủ tịch John Powell nói là tôi không bình luận về các lời phát biểu nhưng đây là đề tài mà chúng tôi bàn luận ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên chủ tịch John Powell xác nhận ngày hôm nay là đề tài mà họ bàn đến là việc giảm lãi suất. Các bạn thấy được là thay đổi rất là nhanh luôn cách đây một cuộc họp thì nói là không chúng tôi chỉ mới nghĩ đến là phần trăm lãi suất đủ cao hay chưa rồi phải nghĩ đến là giữ lãi suất cao bao nhiêu chưa gì hết á, đã nhảy qua từ một qua ba rồi các bạn đó là cái sự bất thường ở đây thuận hy vọng là thuận chia sẻ các bạn có thể cảm nhận được cái sự bất thường của những lời phát biểu ngày hôm nay của chủ tịch john powell tuy là điều này điều rất tốt điều này điều mà nhiều người kỳ vọng nhưng mà thật ra các bạn đã nhớ là thuận kỳ vọng lãi suất giảm cuối năm nay nhưng mà bây giờ chúng ta phải đợi thêm 3 tháng nữa thì mới bắt đầu thấy lãi suất giảm cho nên cái sự thay đổi, đổi ngộp này làm cho nhiều phóng viên cũng bỡ ngỡ các bạn và chủ tịch John Paul nói thêm là bắt đầu từ bây giờ đề tài mà chúng tôi bàn luận sẽ là khi nào cắt giảm lãi suất điều kế tiếp đó là câu hỏi là ông có nghĩ là sẽ có suy thoái tài chính hay là không thì chủ tịch John Paul nói là không có bằng chứng gì cho thấy nền kinh tế đang trong suy thoái hiện tại nhưng mà khả năng thì vẫn còn nhưng mà vẫn thiên về là chúng ta sẽ có một cái đợt hạ cánh mềm có nghĩa là phần trăm lạm phát sẽ được đẩy lùi nhưng mà không dẫn đến suy thoái tài chính câu hỏi kế tiếp đó là có điều gì làm một bất ngờ về nền kinh tế trong năm qua hay là không có nghĩa là câu hỏi là mọi cái suy đoán của fed nó đã không hoàn toàn như là fed nghĩ liên quan đến việc là phần giảm thất nghiệp tăng cao sẽ dẫn đến suy thoái vân vân nhưng mà mọi thứ vẫn đang rất là tốt hiện tại thì nó có bất ngờ hay không thì chủ tịch john powell nói là cái đây một năm phần lớn quan chức fed đều nghĩ là có suy thoái ít nhất là kinh tế sẽ rất là chậm, thất nghiệp sẽ tăng cao nhưng mà kết quả nên hình kinh tế vẫn còn rất tốt và đó là một cái sự bất ngờ, đương nhiên sự bất ngờ này là một cái sự bất ngờ mà Fed rất là thích. Kế đó là Reuters, thì Reuters đã hỏi là tại sao Fed lại muốn giảm lãi suất năm sau? Thì chủ tịch John Powell nói là phần trăm lạm phát PC đã giảm, thị trường lao động đã cân bằng trở lại. Cho nên chúng tôi nghĩ hợp lý để bắt đầu giảm lãi suất. Kế đó, đó thì Reuters hỏi thêm động lực giảm lãi suất có liên quan đến bầu cử tổng thống năm sau hay là không các bạn? Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ rất nhiều phóng viên muốn hỏi nhưng mà Reuters thì đã xung phong hỏi câu này. Thì Fed nói căn bản là no no chúng tôi không ra quyết định lãi suất dựa vào sự kiện chính trị. Thì thường cho các bạn xem cái phần này. Like Đây là, là câu hỏi từ, hỏi từ Reuters. I'm wondering, uh, just related to, to Steve's question, how the, how the tactics of this play out given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? We, yeah, we, we don't think about political events, we don't think about politics, we think about what's the right thing to do for the economy. The minute we start thinking about those things, it, you know, we just can't do that. We have to think what's the right thing. We'll, we'll do the things that we think are right for the economy at the time we, when we think is the right time. That, that's what we'll always do. Các bạn thấy là Fed nó là no no không liên quan gì đến chính trị hết. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là trong vòng cả năm qua đó áp lực. càng ngày càng đè nặng các bạn không chỉ là wall street có áp lực nói là lãi suất cứ tăng như vậy ra thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục hoạt động được các bạn thì được là những thượng nghị sĩ cũng gây áp lực nói là người dân của tiểu bang của tôi nói là lãi suất tăng khiến cho họ làm ăn không có được khiến cho họ bị thất nghiệp ở bên nhà trắng các bạn cũng thấy là gây áp lực tại vì sao các bạn tại vì năm sau là bầu cử tổng thống ở hoa kỳ lỡ như mà fed giữ lãi suất cao lâu quá dẫn đến nền kinh tế đi vào suy thoái ngay cái năm mà một cái tổng thống đó thì rất là khó cho người tổng thống đương nhiệm mà đứng ra tán cử các bạn khi mà người dân bị thất nghiệp thì các bạn nghĩ họ có vui vẻ dạ bỏ phiếu cho mình hay là không tuy là fed là một đơn vị gọi là độc lập các bạn không cần phải nhận lệnh từ tổng thống nhưng mà áp lực là hoàn toàn là có chứ không phải là không có đâu cho nên điều này là điều mà các bạn nên hiểu chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cái đề tài này Thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn fed có thể là miệng cứng lòng mềm các bạn tăng lãi suất đúng là để đẩy lùi lạm phát nhưng mà giảm lãi suất thì chưa hẳn là liên quan trực tiếp đến lạm phát đâu nó còn nhiều yếu tố khác nữa các bạn chúng ta sẽ nói tới một số những cái câu hỏi khác Wall Street Journal hỏi là thị trường thì nghĩ là Fed sẽ giảm khoảng chừng là một phần trăm lãi suất vào năm sau bắt đầu từ tháng 3 thì ông nghĩ sao về kỳ vọng này của thị trường thì phát chỉ nói là mỗi người có mỗi kỳ vọng chúng tôi sẽ ra quyết định dựa theo cái dữ liệu chúng tôi rất hài lòng về những kết quả hiện tại nhưng mà chúng tôi muốn thấy lạm phát tiếp tục giảm đây cũng là một sự thay đổi các bạn họ không có phủ nhận trước đây đấy, thì chủ tịch thao sẽ phủ nhận hoặc là không trả tiền nó là không chúng tôi là không nghĩ đến luôn Chứ đừng có nói tới là kỳ vọng này đúng hay sai Bây giờ đó thì hầu như là không có như vậy các bạn Cứ nói chung chung đó nhưng mà cũng không phủ nhận là khả năng năm sau là khoảng chừng tháng 3 sẽ giảm lãi suất Và giảm khoảng chừng là 1% Kế tiếp là New York Times đã hỏi là nếu năm sau nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh Thì Fed có cắt giảm lãi suất hay là không Có nghĩa là nếu như mà năm sau đó là một năm mà kinh tế rất tốt Thì Fed có muốn tiếp tục giữ lãi suất cao hay là không Thì chủ tịch John Powell cũng như là nhiều bạn có thể nghĩ sẽ trả lời chung chung thôi. Chúng tôi sẽ nhìn vào tất cả các yếu tố, không phải là chỉ riêng nền kinh tế tăng trưởng như thế nào, nhưng mà trên căn bản đó nếu nền kinh tế mạnh thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn để đẩy lùi lạm phát, tại vì kinh tế mạnh chi tiêu nó cũng sẽ cao dẫn đến là những mặt hàng nó sẽ không có quản lý được cái phần trăm tăng trưởng giá cả dẫn đến là lạm phát lại tăng cao nói tóm lại ra thì nền kinh tế nếu mạnh thì có thể là lãi suất sẽ giữ cao hơn lâu hơn thậm chí là còn tăng nữa thì đây là cái phần mà chủ tịch chọn phà phải nói để mà có đường lui các bạn lợi là yên làm sao mà kinh tế nó cực kỳ tốt thì như thế nào hoặc là lạm phát không giảm nữa thì sao Câu hỏi kế tiếp đó thì thị trường việc làm làm sao có thể trở lại cân bằng? Thì Fed nói là hiện giờ đó thị trường việc làm đang cân bằng trở lại rồi như thường dù chia sẻ với các bạn. Bây giờ là chúng ta đã ở một một nghĩa là mỗi người thất nghiệp thì có khoảng một việc làm trên thị trường hiện tại và việc làm không còn nhiều như trước nữa. Tuy là các phần thất nghiệp vẫn thấp các bạn không phải là phần trăm lạm phát mà phần trăm thất nghiệp. Hồi nãy thường chia sẻ trực tiếp cho nên có nhiều phần thường cũng viết sai chính tả hay là viết lộn. Câu hỏi kế tiếp là liên quan đến Financial Times các bạn. Financial Times hỏi là Fed nghĩ là sẽ có hại cánh mềm nhưng mà nhiều người dân thì không nghĩ như vậy ông nghĩ sao thì chủ tịch John Powell cũng đã giải thích rõ là tuy là phần trăm lạm phát đã giảm các bạn các bạn nên hiểu cái mà giảm đó không phải là giá giảm mà phần trăm tăng trưởng của lạm phát giảm đó là cái sự khác biệt ở đây có nghĩa là Trước đây đó, thì mặt hàng này mỗi một năm là tăng khoảng chừng là 5% thì bây giờ mỗi một năm tăng có 3% mà thôi. Nghĩa là giá vẫn sẽ tiếp tục tăng chỉ là nó tăng ở trong một cái mức độ cho phép và khi mà người dân được trả lương cao hơn đó, thì nó sẽ ôn hòa trở lại. Đó là cái mà chúng ta nói tới khi mà nói tới phần trăm làm phát giảm chứ không phải là giảm phát. Hai cái này khác nhau các bạn, phần trăm làm phát giảm nghĩa là cái sự tăng trưởng giảm lại. Giảm phát có nghĩa là mặt hàng giảm giá giống như là ở Trung Quốc nó hai cái khác nhau. Thì Fed nói là cho nên vì lý do mặt hàng vẫn cao, đương nhiên người dân không có thích rồi. Chúng tôi chỉ có thể là tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát mà thôi. Nói chung cũng trả lời chung chung mà thôi các bạn. Các bạn thấy là câu hỏi kế tiếp đã đến từ Political. Thì Political hỏi là nếu chúng ta thấy suy thoái và phần trăm thất nghiệp tăng cao, thì sẽ ra sao? Cắt giảm lãi suất nhanh hơn hay là như thế nào? Thì Fed nói là chúng tôi không hy vọng điều đó xảy ra, nhưng mà chúng tôi sẽ rất quan tâm đến phần trăm thất nghiệp khi mà đưa ra quyết định có cắt lãi suất hay là không. Có nghĩa là trong trường hợp mà phần trăm thất nghiệp tăng nhanh hơn là Fed nghĩ có nghĩa là tăng hơn 4.1% đó thì khả năng là Fed sẽ cắt lãi suất rất là nhanh các bạn để tránh trường hợp nhiều người bị thất nghiệp. Tại vì phần trăm mà Fed chấp nhận là khoảng 4.1% mà thôi. Thì Bloomberg hỏi là làm sao phép biết khi nào nên cắt lãi suất, làm sao biết là không quá trễ hoặc là quá sớm. Thì uh, Chủ tịch John Powell nói là ngay bây giờ đó chúng tôi thấy quản lý phần trăm lạm phát quan trọng như là quản lý phần trăm thất nghiệp. Cái này rất là quan trọng các bạn, tại vì uh, các bạn đã nhớ là cái từ một năm đó thì họ nói là mục tiêu hàng đầu của họ là quản lý phần trăm lạm phát. Bây giờ họ nói là mục tiêu của họ là cân bằng quản lý thất nghiệp và quản lý lạm phát cho nên đó là cái tiêu chỉ khi mà họ ra quyết định là có nên cắt lãi suất hay là không. Còn về quá sớm hay quá trễ đó thì sau này nhìn lại lịch sử mới biết được các bạn. Bây giờ thì họ chỉ có thể làm tất cả những gì họ có thể làm mà thôi. Và Bloomberg hỏi thêm là khi mà giảm lãi suất thì làm sao biết nên giảm bao nhiêu phần trăm. Chủ tịch John Powell nói là chúng tôi chưa nghĩ đến các chi tiết đó. Chúng tôi chỉ mới nghĩ đến là khả năng giảm lãi suất mà thôi. Chi tiết sẽ bàn sau này có thể là trong cuộc hợp tháng 1 mới, mới bắt đầu bàn các bạn. Và câu hỏi kế tiếp là Fed muốn giảm lãi suất có phải là lo suy si thoái tài chính năm sau hay là không? Thì Chủ tịch John Powell nói là để tôi nói rõ, chúng tôi chỉ đưa ra kỳ vọng đó chứ không phải là đảm bảo là sẽ giảm lãi suất. Cho dù nền kinh tế ổn định, chúng tôi vẫn có thể giảm lãi suất nếu lãi suất cao không cần thiết. Cái này có nghĩa là gì các bạn? Giống như thường vừa chia sẻ với các bạn, giảm lãi suất nó không có phải là liên quan trực tiếp đến phần trăm lạm phát đâu. Ngay cả Fed nói là nếu nền kinh tế ổn định, chúng tôi vẫn có thể giảm lãi suất. Tại vì sao các bạn? tại vì có thể là vì những áp lực khác chứ không phải là liên quan tới kích thích nền kinh tế. Chứ nếu như mà thuận lập phép á, thì nếu nền kinh tế vẫn phát triển mạnh vẫn tốt thì đương nhiên giữ lãi suất cao nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi có chuyện á, thì thuận có khả năng để mà giảm lãi suất nhiều hơn. Chứ bây giờ giảm lãi suất khi mà không cần thiết thì như thế nào các bạn? Lúc mà có chuyện thì không còn chỗ để giảm nữa. Đó là lý do tại sao mà những cái quốc gia giống như là chúng ta nói tới ở Nhật Bản hay là ở Châu Âu đó thì có nhiều quốc gia họ có lãi suất âm luôn các bạn. Có nghĩa là lãi suất đã xuống tới 0% rồi, không thể xuống thêm nữa cho nên là phải xuống dưới số âm luôn. Đó là tình trạng rất là xấu. Kế tiếp đó thì câu hỏi là ông nghĩ mô hình nền kinh tế đã hoàn toàn thay đổi sau đại dịch hay là không? Thì à, các bạn thấy là Chủ tịch John Powell nói là 10 năm sau thì nhìn lại đó thì sẽ có sách viết về thời điểm này. Chúng tôi chỉ có thể ra quyết định dựa vào những dữ liệu hiện tại. Đó cũng là những lý do mà chúng tôi đã bắt đầu chậm lại về cái việc tăng lãi suất trong thời gian qua. Cái câu hỏi này đó cũng rất là đặc biệt các bạn. Tại vì ý câu hỏi này đó là những gì chúng ta biết về nền kinh tế có phải đã hoàn toàn sai rồi hay là không sau khi có đại dịch. Các bạn đã nhớ là khi mà đại dịch xuất hiện đó, thì hầu như mọi người đều nói là nền kinh tế sẽ chậm lại, cái đó cũng đã xảy ra. Nhưng mà ngược lại đó, cái phần còn lại thì không đúng, đó chính là những tài sản sẽ giảm giá. Mọi người đều nghĩ là thời gian đó còn ai mà suy nghĩ đến là mua cổ phiếu hay là mua crypto, đâu có ai nghĩ đến mua xe, tại vì đâu có ai phải đi di chuyển đâu các bạn, người ta làm ở nhà. Nhưng mà tất cả đều ngược lại các bạn, nhà crypto chứng khoán tăng vọt lập nhiều đỉnh mới tại vì chúng ta thấy là cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn dẫn đến hàng hóa khan hiếm dẫn đến là giá cả tăng trưởng và lãi suất thấp dẫn đến phong trào đầu tư các bạn và người ta ở nhà nên người ta không khó đi lại nhiều người ta lại tìm hiểu đầu tư nhiều hơn thì câu trả lời của chủ tịch John Powell nói là làm sao chúng tôi biết được 10 năm sau nhìn lại đó thì mọi thứ mới rõ ràng bây giờ chúng tôi chỉ có thể làm những gì có thể mà thôi cái đó đó thì Yahoo Finance hỏi là Core CPI và PC có phải đến gần 2% bao nhiêu để bắt đầu các giảm lãi suất thì chủ tịch uh, John Powell nói là cắt giảm phải trước đó tại vì có sự trì hoãn như thường vừa chia sẻ với các bạn hồi nãy cho nên chúng tôi không thể đợi cái phần trăm core CPI hay là CPI giảm tới gần mức 2% tại vì lúc đó đã quá trễ rồi cho nên chúng tôi mới nghĩ đến là bắt đầu giảm lãi suất năm sau kế đó đó thì câu hỏi là năm nay có nhiều bất ngờ kinh tế vẫn tốt lạm phát giảm có phải chúng ta nên nghĩ xem chúng ta có thực sự hiểu về nền kinh tế câu hỏi này Để câu hỏi tương tự như là chúng ta mới vừa nghe nói tới mới đây nhưng mà câu trả lời của fed ấy thì cũng tương tự các bạn không phải là hiểu nền kinh tế hay là không nhưng mà lạm phát kỳ này rất đặc biệt nó không giống như lịch sử vì lạm phát bắt nguồn từ cái chuỗi cung ứng gặp vấn đề vì dịch bệnh cho nên mới dẫn tới cái tình trạng như ngày hôm nay và câu hỏi cuối cùng là từ baron số lượng bán trái phiếu tốc độ đó có giảm hay là không thì uh, chủ tịch John Powell cái này nên thì cứng rắn hơn nó để tôi nói cho rõ là không chúng tôi sẽ tiếp tục bán trái phiếu như là đã quy định trước đây không có bất cứ thay đổi nào, nào hết cho đến khi nào các bạn, cho đến khi đến gần cái mức là khoảng 3.5 nghìn tỷ thì chúng tôi mới tính tiếp. Thì các bạn đã biết là cái số tài sản trái phiếu Fed lưu trữ đó là khoảng chừng là gần 9 nghìn tỷ đô la. Và bán đó thì theo dự kiến có thể là trong vòng 2 năm tới đây là sẽ trở về mức là khoảng 7 nghìn tỷ. Các bạn thấy được là mấy năm trời thì mới trở về con số đó. Mà nếu như mà nói là trở về 3.5 nghìn tỷ thì còn rất là lâu. Nói chung thì Fed sẽ tiếp tục bán trái phiếu ra thị trường để mà thu lại tiền cho dù là cùng lúc đó có thể giảm lãi suất thì đây là cái tóm tắt thường chia sẻ với các bạn về cái cuộc họp ngày hôm nay nó rất là đặc biệt các bạn và như thường chia sẻ đó nói chung thì giọng đều rất là bồ câu và gây nhiều cái sự bất ngờ các bạn nghĩ tại sao mà phép giảm lãi suất thì mỗi người sẽ có mỗi cái lý do và suy nghĩ riêng nhưng mà cái sự ảnh hưởng của giảm lãi suất đó chúng ta đã thấy rồi rất là tốt cho thị trường chỉ một câu hỏi mà thôi bây giờ phép có giảm lãi suất nhanh hơn là có suy thoái tài chính hay là không tại vì trước đây đó thì Fed giảm lãi suất quá chậm dẫn đến suy thoái tài chính rồi thì Fed mới nghĩ đến việc là giảm lãi suất đợt này có khác hay là không các bạn và bốn từ đáng giá nhất trong đầu tư đó chính là lần này sẽ khác không biết bốn từ này chủ tịch John Powell có trả nổi hay là không hy vọng là trả nổi các bạn tại vì nếu như mà có suy thoái đó thì trong thời gian đó hoàn toàn có thể thấy là tiền bị rút ra khỏi tất cả thị trường dẫn đến có thể giá giảm trong thời gian đó nhưng mà sau đó đó thì tiền là được bơm trở vào và chúng ta lại thấy những tài sản đặc định mới lần này sẽ không khác đâu các bạn nhưng mà có suy thoái hay không đó thì chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào chủ tịch John Powell mà thôi thì cái video này cũng là khá là dài tại vì Thuận muốn chia sẻ để các bạn hiểu cặn kẽ những gì đã xảy ra chứ không phải là chỉ nhìn tựa đề của những bài báo mà thôi Chúng ta cũng đã thấy là giá của Bitcoin đã tăng nhanh chóng khi mà Fed phát biểu các bạn. Trong thời gian này đó giá Bitcoin đã tăng lên tới mức là 43.400 đô các bạn. Sau khi mà điều chỉnh cho xuống mức là 42.782. Có nghĩa là cái đợt điều chỉnh chúng ta vừa nói tới đó thì ngay bây giờ từ cái mức cao đi chúng ta nói tới là khoảng 45.000 đô thì từ 45.000 đô cho đến cái mức giá hiện tại đó chúng ta chỉ cách cái mức cao nhất năm nay là chỉ có 4.5% mà thôi các bạn chỉ giảm có 4.5% sự hồi phục cũng đã rất là nhanh các bạn thấy được là chỉ trong vòng vài ngày mà thôi chúng ta đã trở lại cái mức giá là gần 43.000 đô rồi và đương nhiên không chỉ riêng là Bitcoin các bạn rất nhiều đồng cũng tăng theo ngày hôm nay Cardano tiếp tục tăng 17% chúng ta có Avalanche tăng thêm 10% tổng số vốn hóa bây giờ đã lại một lần nữa đến gần là 1,7 nghìn tỷ thị trường nhìn chung rất là xanh như các bạn nhìn thấy crypto bubble hiện tại và chúng ta cũng có một số những thông tin lớn thường muốn chia sẻ nhanh với các bạn tại vì video nó cũng khá là dài rồi thì đầu tiên hết hãy nói về bitcoin spot etf chúng ta thường là có một cái update là invesco đã chấp nhận chịu thua rồi các bạn tại vì chúng ta đã biết là một trong những vấn đề đó chính là cái mô hình hoạt động hiện bây giờ sec thì muốn cái mô hình gọi là cash only còn những công ty họ muốn mô hình là in khai Và cái sự khác biệt đó thường đã chia sẻ với các bạn hiểu đơn giản Là công ty phát hành giữ Bitcoin thì cái đó không gì thay đổi Nhưng mà những công ty trung gian nó có cần giữ Bitcoin hay là không Hay là chỉ giữ tiền mặt scc nói là chỉ công ty phát hành giữ crypto mà thôi Nghĩa là trong trường hợp này là Bitcoin Những công ty trung gian, những market maker đó thì họ giữ tiền mặt là được rồi Nhưng nhiên những công ty đó thì họ muốn những công ty trung gian giữ Bitcoin tại vì nó sẽ đơn giản hơn cho họ không có phiền họ phải đổi và tạo và thu lại những cái cổ phần nhưng mà bây giờ đó thì Invesco và thậm chí Bitwise cũng đã coi như chấp nhận rồi OK tôi sẽ chấp nhận đề nghị của SEC là cash only thì chúng ta biết đó là ngay bây giờ chỉ còn Ark Invest mà thôi tại vì ngay cả BlackRock thì chúng ta thấy ngày hôm nay cũng coi như cũng đã chịu thua rồi các bạn BlackRock đó cũng đã ra cái quyết định là họ sẽ theo mô hình hoạt động của SEC. Cái này nó có liên quan gì đến các bạn? Thật ra nó cũng không có liên quan gì đến các bạn trực tiếp đâu. Tại vì chúng ta thấy được là vẫn là Bitcoin Spot ETF, nghĩa là đứng sau lưng cổ phần, vẫn là Bitcoin. Chứ không gì khác biệt hết các bạn. Sự khác biệt là Bitcoin đó được giữ bởi ai? Và trong trường hợp này đó là Bitcoin sẽ được giữ bởi BlackRock, chứ không có bởi bất cứ đơn vị thứ ba nào trung gian ở trong cái sự phát hành cái cổ phiếu này. Nhưng mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn đâu. Cái sự hiểu biết của chúng ta về bitcoin spot ETF đó, thì vẫn là như vậy. đứng sau lưng sẽ có bitcoin thật sự và sẽ có ai đó cần phải thu mua và phát hành cổ phần dựa theo số lượng bitcoin mà họ lưu trữ. Chúng ta cũng có cái thông tin đó chính là bitwise cũng đã niêm yết mã chứng khoán bitcoin spot ETF của họ ở trên DTCC. cái này là cái sự chuẩn bị mà thôi nó không có nghĩa là sắp sửa trade gì hết các bạn nhưng mà đây là một cái bước chuẩn bị để khi mà bắt đầu được thông qua và Trader thì họ có cái mã chứng khoán sẵn sàng và cái mã của họ lựa chọn đó là BITB và BITC nó không có huy hoàng như là những cái mã giống như là của Fidel thì các bạn họ để cái mã là FBTC và công ty kia thông quên tên rồi nhưng mà họ để cái mã là HODL các bạn HODL à, bây giờ đây Bitwise là BITB thì như bạn nói là không cái mã này cũng huy hoàng mà Bitcoin bull run <laughs> cho nên mới là BITB các bạn. Các bạn nghĩ sao có thể comment ở bên dưới. Và chúng ta cũng có một cái đoạn interview khoảng chừng là một phút thôi các bạn. Đây là interview chủ tịch uh, Gary Gensler của SEC và người mà interview đó thì uh, hỏi một phần liên quan đến Bitcoin Smart ETF. Tôi thường chia sẻ phần này với các bạn rồi thường sẽ chia sẻ thêm. Ông đã trả lời như thế nào khi mà phóng viên hỏi là ông có muốn nói gì về những Bitcoin Smart ETF được thông qua hay là không? to the treasury market so what is your question about uh, bitcoin we have seen in recent days sec staff engaging with issuers of an, a, a number of which have filed for four spot etfs we've seen a number of amendments to those filings it, it seems that market participants in crypto have a sense that we are reaching the end stages here. Typically, is this kind of engagement with the SEC not prejudging anyone filing, but the level of engagement we are seeing signifying of things getting easier, closer to resolving, or things getting more difficult? Again, we have, I think, somewhere between eight and a dozen filings in front of this agency with regard to exchange-traded products around Bitcoin. And the staff of the various divisions uh, respond when market participants have filings. Uh, we also had a court case uh, earlier this fall uh, in this regard. And so we do things according to our authorities and how courts interpret our authorities. And that's what we'll do here as well. I think you're referring there to the grayscale case. Just one final question really. Các bạn có hiểu ông nói gì không? Các bạn nếu nói là không hiểu ông nói gì hết thì đừng cũng gì các bạn. Nói chung đó thì câu hỏi là có phải sắp sửa có Bitcoin Smart ETF được thông qua hay là không thì Gary Gensler là một trong những chính trị gia các bạn ông rất là giỏi về việc là nói rất nhiều nhưng mà không có trả lời câu hỏi thì à, các bạn thấy là trong trường hợp này cũng không ngoại lệ Gary Gensler chỉ nói dòng do dò, thôi nói là chúng tôi cũng có khoảng chừng 10 cho đến 12 đề xuất Bitcoin spot ETF à, chúng tôi à, vẫn đang xem xét những đề xuất đó dựa theo quyền lực mà chúng tôi có bởi quốc hội và dựa theo những cái suy nghĩ đến từ tòa án à, và chúng tôi làm tất cả những gì trong phạm vi có thể nói chung là trả lời vòng vòng mà thôi các bạn và cuối cùng thì chúng ta cũng không biết là ông nghĩ gì về những bitcoin spot etf hết nhưng mà chúng ta cũng nên biết là không chỉ riêng là bitcoin spot etf mà chúng ta cũng có những đề xuất liên quan tới ether spot etf và ngày hôm nay đó, SEC đã quyết định trì hoãn đề xuất của Vesco và Galaxy các bạn. Thì nói chung cái này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn, đều nằm trong dự kiến. Tại vì bây giờ Bitcoin Spot ETF vẫn chưa có được thông qua thì không có lý do gì chúng ta lại bàn tới việc khi nào mới có Ether Spot ETF. Và những đề xuất này đó phải đợi cho đến hè năm sau thì mới tới hạn chót. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chỉ quan tâm đến Bitcoin spot ETF mà thôi. Và nói tới Ether đó thì các bạn thấy được là JP Morgan à, cũng đã chia sẻ cái suy nghĩ của họ về năm sau và JP Morgan nói là Ether có khả năng tăng vượt trội hơn cả Bitcoin và các loại crypto khác vào năm 2024 do nâng cấp EIP 4844 có nghĩa là Proto Dan thì Thuận cũng không phải là người mà chuyên về công nghệ đâu nhưng mà đối với đầu tư đó thì các bạn chỉ nên hiểu gì các bạn cần hiểu để mà đưa ra quyết định đầu tư mà thôi Thuận thấy là có một cái không phải là sai lầm mà nó giống như là một cái ở à mức thời gian là một số người đầu tư đó thì họ muốn hiểu rõ về giống như là họ đầu tư vào Tesla họ muốn hiểu rõ về công nghệ xe điện họ đầu tư vào crypto họ muốn hiểu rõ về những cái nền tảng nó hoạt động như thế nào nhưng mà trên căn bản đó cái đó nó cũng làm mất thời gian đối với người đầu tư đó thì các bạn nên hiểu những gì các bạn hiểu mà thôi và hiểu đủ để đưa ra quyết định đầu tư và đối với thuần đó thì uh, trước đây các bạn đã biết The Sharding là bước kế tiếp của nhầm nghĩa là chia ra thành từng mảnh thông tin và xử lý cùng một lượt với nhau để mà tăng tốc độ thì cái đó đã bị dẹp một bên rồi các bạn kế tiếp sẽ có một cái đề xuất gọi là EIP 4844 hiểu đơn giản đó đây cũng là một cái loại sharding nhưng mà nó sẽ hoạt động một cách khác so với trước đây nhưng mà nó sẽ khiến cho mạng lưới Ether rẻ hơn vì nhanh hơn. Đó là cách hiểu của thuận, có nghĩa là khi mà cập nhật thành công rồi ra thì sẽ có cái sự tiến triển đối với lại Ether và JP Morgan nghĩ là khi mà cập nhật xong rồi ra thì Ether sẽ tăng vượt trội hơn cái Bitcoin và các loại crypto khác. Lý do là tại vì có cập nhật và họ nói là khả năng Bitcoin ETF được chấp thuận đó và sự kiện bên đã được tính vào giá Bitcoin rồi. thường không có hoàn toàn đồng ý được các bạn. quan toàn có khả năng là giá Ether sẽ tăng cao hơn cả Bitcoin năm sau mà nhanh hơn cả Bitcoin năm sau. Có đó hoàn toàn có thể nhưng mà không chắc Ether sẽ tăng nhiều hơn những đồng còn lại. Đương nhiên thường muốn Ether tăng nhiều hơn các bạn những đồng còn lại tại vì uh, lưu nuôi chữ nhiều Ether mà. Nhưng mà thuận cũng hiểu Ether và Bitcoin là những cái đồng lớn hơn thì nó sẽ có cái độ an toàn và rủi ro khác với những cái đồng nhỏ hơn các bạn và tốc độ tăng trưởng cũng sẽ khác tùy theo là tình hình thị trường như thế nào. Nhưng mà nếu nói là Bitcoin ETF và Bitcoin Haven đã được tính vào giá rồi thì không đâu đâu các bạn. Có nghĩa là JP Morgan nói cái giá hiện tại nó đã phản ảnh Bitcoin Smart ETF và đã, đã phản ảnh hiện tượng Bitcoin Haven rồi và khi mà có hiện tượng nó xảy ra đó thì giá cũng sẽ như vậy. Tôi không nghĩ đâu các bạn. Tại vì khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi, khi mà có hiện tượng bên rồi đó thì một thời gian sau chúng ta mới thực sự thấy được dòng tiền chảy vào là như thế nào chứ làm sao nói là cái giá bây giờ sẽ là giá một sao sau được các bạn. Và chúng ta có một cái bài từ Wall Street Journal được chia sẻ đây là cái phần cuối cùng muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ ngưng video này thôi sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin còn lại ngày mai với các bạn. Nhưng mà đây là một cái bài ở trên tạp chí Wall Street Journal các bạn. Và đây là một cái bài first đối với thuận Tại vì uh, Wall Street Journal nói là Ether spot ETF sẽ không được thông qua Vì những công ty for war Không biết làm thế nào để giải quyết Cái vấn đề phần thưởng staking Các bạn thấy được là SEC đó Có thể từ chối vì nhiều lý do Nhưng mà staking đó thì chắc chắn không phải là Một trong những số đó rồi Vì không có đề xuất nào đề cập đến staking cả các bạn Và những công ty này đó, Nếu như mà họ muốn họ vẫn có thể là stake Rồi sau đó cái phần staking đó Họ có thể trả như là dividends như là lợi tốt các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được nhưng mà các bạn thấy được bài viết này đó thì First uh, nói là sẽ không có Ether Spot ETF đâu khi mà không còn đi học đó các bạn cách đây cũng lâu rồi nếu như mà nói tới học bằng thạc sĩ MBA đó thì uh, thuận đã ra trường năm 2010 các bạn như là cách đây uh, 13 năm rồi thì lúc mà còn đi học đó thì mọi người đều khuyến khích là đọc báo Wall Street Journal vì nó cho thấy là mình là người có trí thức các bạn hiểu về tài chính cho nên mới đọc tạp chí uh, Wall Street Journal nhưng mà bây giờ đó thì khi bạn đọc Wall Street Journal có thể người ta hỏi bạn là nha bạn không có Google hả? Để mà kiểm chứng thông tin hay sao mà phải đọc những bài viết từ Wall Street Journal. <laughs> các bạn đã nhớ sau khi mà có sự kiện của FTX thì tạp chí Wall Street Journal là một trong những tạp chí mà đứng lên ủng hộ Simon Free. Nói Simon Free đó là vô tội. Nhưng mà cái điều nhiều khi làm thường suy nghĩ đó các bạn đó chính là cái bài viết này lại được chia sẻ bởi những người mà ủng hộ Bitcoin. Thùng sẽ không có Newton đâu các bạn, tại vì nó cũng không quan trọng. Cái thông điệp mới là quan trọng hơn. Tại vì nhiều người đã chia sẻ bài viết này, mặc dù nhiều người không thích Wall Street Journal, họ chỉ thích Bitcoin mà thôi và họ không thích những đồng khác. Họ lại dùng bài viết này, cho dù họ biết là nó không có hoàn toàn đúng sự thật, nhưng mà họ vẫn chia sẻ tại vì nó tốt đối với họ. Cho nên thùng mới chia sẻ là điều thú vị là một số crypto fan thích chia sẻ những thông tin sai lệch về các trang khác miễn là nó có lợi cho họ. Cũng như câu nói, nếu bạn để 100 con kiến đen và 100 con kiến đỏ vào một cái lọ và sau đó các bạn lắc cái lọ đó thì chúng sẽ bắt đầu đánh nhau. Đừng bao giờ quên kẻ thù thật sự không phải là những loại kiến khác mà là người đang lắc lọ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, X và một số những dịch vụ như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và những người nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Thank <laughs> you.